shop phụ kiện săn bẫy Dương Tài xin chào tất cả anh em đam mê săn bẫy nhé, và tất cả các anh em đang coi video. Thì hôm nay shop giới thiệu với anh em sản phẩm lụp bẫy cuốc. Đó, lụp bẫy cuốc bên em sản xuất loại lụp bẫy cuốc chất liệu bằng phun inox nha anh em. Đây anh em, anh em nhìn chiếc lụp này, đó, bề ngoài chiếc lụp là như thế này, lụp là phun inox. Bên em là làm lụp là chất liệu là phun inox, lưới siêu bền, có cả chuông báo bổi cho anh em này. Đây anh em, anh em nhìn kỹ lại một chiếc lụp lần nữa. Chiếc lụp khi chưa mở ra nó như thế này, anh em mở ra nó cứ như thế này, có cái móc ở đây này anh em, em làm cái móc, anh em quặp cái vỉ vào cho nó gọn, gỡ cái móc này ra, đó là một con chiếc lụp như thế này. Đây anh em, gài như thế này nhá. Đây, gài khi anh em ra rừng ạ, rồi anh em gài như thế này, chốt rất là nhẹ nhàng, rất là nhận, rất là chuẩn. Đây là một chiếc lụp form chuẩn nhá. Anh em nhìn cân cuốc đứng rồi, em để cân cuốc vô cho anh em coi, để cân cuốc vô cho anh em nhìn nó là biết là cái mũi chuẩn, nó nhạy quá, em mới đụng vào cái cầu thử cục là đã bật rồi, nhạy quá, nãy em cài nó nhạy quá, giờ em chỉnh lên một tí thôi. Em để cân cuốc vào cho anh em nhìn là cái form lụp nó to cỡ nào nhé, là cân cuốc đứng bên trong rất là thoải mái. Em có làm riêng một cái tấm này, đó, có cả cái tấm nhựa ở dưới này cho con chim nó đứng, cho con chim nó đứng nó khỏi đau chân á, và anh em khỏi mất công làm. Thường thường anh em đi mua lụp về là người ta mà không làm cái tấm dưới này á, là anh em lại mất công ra chợ mua cái tấm lưới này, mua cái tấm lưới xanh này, lại mất công cột vô nữa, tốn thời gian của anh em, tốn thêm mấy ngàn tiền lưới nữa, mà cái này mua ít người ta đâu bán đâu, mua nhiều cả mét người ta mới bán, nó lại mất mấy chục ngàn tiền lưới. Thì đây bên em là một thợ đánh cuốc, nên là em chuyên đi đánh cuốc, nên em bán cái lụp cho anh em là em làm theo cái kiểu của em luôn, làm theo cái form của em là đi đánh như thế nào, là em sử dụng, em chỉnh cho làm sao cái lụp nó chuẩn, và anh em chỉ việc đi đánh thôi. Đây anh em nhìn kỹ cái lụp này, giờ em test cái lụp cho anh em coi nhé, test cái lụp kỹ cho anh em coi, test cái độ nhạy nó như thế nào, lụp đang gài nó như thế này nhé. Em đây là em lấy cái chiếc điện thoại này em thử, đó rất là nhạy mà nó so rất là mạnh nha anh em, nó so mạnh này. Anh em nào làm mua cái lụp cũng thích cái lò xo mạnh. Thứ nhất là nó không bị sẩy, thứ hai là nó úp nhanh sẽ không bị sẩy. Đây anh em nhìn kỹ này, chỗ này có cái khóa này, em có làm cái khóa này đấy, lò xo rất được mạnh nhưng mà em vẫn làm cái khóa an toàn, là khi nó dính chim á sẽ không bị bật ra. Đây này, đấy, cứng ngắc này, không có nó gài vào đây này. Đó, mặc dù lò xo này không cần khóa thì chim cũng không ra được, nhưng mà em vẫn làm cái khóa an toàn cho anh em đó. Tại vì nhiều anh em thắc mắc, nếu mà làm không sợ, anh em thắc mắc lắm là sợ dính bổi á, nó sẽ chui ra được, nhưng mà cái khóa an toàn này em bao cho anh em không bao giờ chui được. Chất liệu lưới bên em á là thợ họ đan bằng dù siêu bền nhá, dù siêu bền, đây là thợ đan bằng dù siêu bền số 4, sợi số 4 dù siêu bền này này, anh em nhìn này, thợ đan này, đó, đan từng mắt lưới rất là chuẩn. Đấy, cái lưới, cái lá bên em lợp á, là cái lá bằng nhựa nha anh em. Cái lá này sẽ không bị mục đâu. Xài 2-3 năm á, thì nó phải hư. Còn mấy cái lá vải á, như trước kia bên em có cung cấp á, cái loại lá lụp là loại lá vải. Nhưng mà cái lá vải thường anh em xài vài tháng á, là nó sẽ bị mục. Đi nước, xong bắt đầu đi mưa, đi nắng, là sẽ bị mục mà nó đánh trúng sình, nó dơ. Còn cái lá này anh em về chỉ cần dội qua nước là nó sạch kìa. Với lại nó rất là bền, chất liệu nó bằng nhựa chứ không phải bằng vải. Bằng vải nó nhanh hư. Còn lụp, anh em nhìn cái nan này, thợ đàn này, thợ làm những cái nan rất là chuẩn. Những cái nan mối nan này là thợ em cột bằng dù siêu bền hết nhá. Đó, cột bằng dù siêu bền, những nào chỗ nào lớn hơn á thì thợ em hàn. Còn những cái nan nhỏ này là thợ bên em cột bằng dù siêu bền hết. Cột rất là tỉ mỉ. Đấy. Anh em quay cận cảnh chiếc lụp mở ra cho anh em coi như thế này. Đây anh em. Đó. Em có làm cái tay sách này, thợ bên em có làm cái tay sách, cái tay sách cho anh em luồn cái ống vô cho khi cầm nó khỏi dễ, nó dễ cầm, nó khỏi đau tay. Đây em thử lại một lần nữa cho anh em coi nhé. Đây độ nhạy của lụp này rất là nhạy, đó, chỉ cần quẳng nhẹ một cái là nó sập, rất là nhạy. Này để em bao cho các bác chơi là không bị sầy bổi. Đây anh em nhìn này, cầu thực rất là gọn, lò xo này rất là mạnh, rất là lớn, mà chất liệu bằng inox hết,
chất liệu bằng full inox như thế này thì đến bao giờ mới hỏng được. Đây, có cả chuông báo này, khi nào chim dính vào đây á, xe dẫy là sẽ báo cái chuông này. Đấy, anh em biết, anh em nào mới chơi á thì ngồi núp xa á, nghe tiếng chuông này là biết. Còn thường anh em nào mà chơi lâu rồi thì chỉ cần nghe thấy tiếng đập này, cái vỉ này nó sập xuống đập bạc bột bột phát là anh em cũng biết rồi. Đấy, em cài lại cho anh em coi, anh em thử lại một lần nữa cho anh em coi này. Đó, form lụp rất là đẹp. Lụp này em làm theo kiểu riêng của bên em nhé. Trên thị trường các thợ bẻ lụp là mỗi người ta bẻ theo một cách khác nhau, nhưng mà bên em là bẻ theo kiểu riêng của bên em. Anh em nhìn đó, rất là chuẩn, form chuẩn. Em là một thợ đi bẫy cuốc nên là em làm theo cái form lồng bẫy của em. Anh em mua lồng bẫy á, thì cứ liên hệ theo số điện thoại này nhé. Bên em chỉ bán hàng theo hai đầu số này nhé. Hàng tới nơi thì anh em được kiểm tra thoải mái, em gửi qua đường bưu điện nhé. Gửi qua đường bưu điện và hàng tới nơi anh em được kiểm tra thoải mái. Rồi ưng thì anh em nhận hàng rồi trả tiền cho nhân viên bưu điện. Đó. Anh em mua hàng thì cứ alo theo hai đầu số này, tới nơi sẽ có nhân viên alo tư vấn cho anh em. Đó. Thôi, em kết thúc video tại đây nhé. Chào anh em.